Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là bà Đa Hương Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ review một cách chân thật nhất một chiếc ghế đang rất hot trên thị trường, đó là ghế công thái học. Và chức năng của nó chính là cho mình điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn. Thì cái thùng hàng này thì mình order ở trên Shopee. Chút nữa thì mình sẽ gắn link để mọi người tiện tham khảo ha. Đầu tiên có một điểm sáng của chỗ này đó là họ đóng gói rất là cẩn thận. Và thùng có hai cái chỗ khiêng như vậy nè mọi người, rất là tiện khi mà mình khiêng ha. Bây giờ thì mình sẽ tháo ra thử coi bên trong nó có cái gì nha mọi người. Họ đóng gói rất là kỹ luôn mọi người. Và cái ghế cũng khá là nặng tay. Mình không tưởng tượng được là nó nặng như vậy đâu mọi người. Và những cái phần nhỏ nhỏ và đinh vít thì họ sẽ bỏ vào trong một cái hộp riêng như thế này nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Và sẽ bỏ theo từng túi như vậy. Đây là sau khi mình đã đập hộp cái ghế công thái học ra rồi nè mọi người. Họ sẽ cho mình cái bộ đinh vít ha. Và một cái bảng hướng dẫn. Đây là cái số lượng chứ. Cái số lượng mà cái bộ phận kèm theo. Và đây là cách lắp ráp nè mọi người. Thì sẽ có 6 bước thôi. Cũng khá là đơn giản ha. Sau khi hình thành thì cái ghế nó sẽ có dạng như vậy nè mọi người. Và cái bộ đinh vít này nó hay một cái là nó có đánh số như vậy. Và nó chia từng phần nhỏ luôn theo cái bản vẽ này. Cho nên là khá là dễ lắp đó mọi người. Mình chỉ mất khoảng 20 phút để lắp thôi. Trong quá trình lắp thì sẽ có một cái điểm chơi đầu tiên. Đó là cái đinh vít. Với cái ghế thì có một vài chỗ nó chưa thật sự là khớp nha mọi người. Nó sẽ có những cái đinh vít nó hơi bị sai lệch, nó hơi khó khăn khi lắp một chút đó mọi người. Và cái điểm bây giờ mình sẽ khen trước đi ha. Là cái chỗ cái nạp đầu này mọi người, nó sẽ có một cái phần gối tựa có thể điều chỉnh được. Và nó sẽ có cái gật gù này rất là tốt cho cái việc điều chỉnh cái cổ mình ngồi, nó sẽ không bị mỏi cổ mọi người. Đây là cái chỗ ngã ra và nâng hạ nè mọi người. Đó, khá chắc chắn ha. Và đây là cái phần tay. Cái tay này là tay cố định mọi người. Có một số những cái loại khác cũng của công thái học luôn thì nó sẽ điều chỉnh được tay. Còn cái phần này là cái phần đệm lưng. Thì nhờ cái phần đệm lưng này thì mình sẽ đỡ đau lưng hơn á mọi người. Và ngoài ra thì ghế được làm bằng dạng lưới này. Mình thấy ngồi rất là thoáng luôn mọi người. Nhưng mà một điểm chê tiếp theo đó là cái phần này mình không có tháo ra để giặt được nha mọi người. Nếu mà mình làm cái dạng mà thiết kế cái bao á mọi người, tháo ra được thì sẽ ok hơn. Về cái phần ghế thì mình sẽ có thể ngã ra được khoảng 135 độ. Mình đã thử ngã ra và mình ngồi cảm giác nó cũng khá là thoải mái khi mà mình nghỉ ngơi trong thời gian ngắn á mọi người. Còn đây là cái phần mà mình gác chân. Khi mà mình không gác nữa thì mình có thể đẩy vào khá là gọn gàng. Đây là một điểm cộng tiếp theo ha mọi người. Nhưng mà có điểm cộng rồi thì đương nhiên sẽ có điểm trừ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái điểm cộng tiếp theo đi ha. Trước khi qua điểm trừ, đó là cái phần tay cầm này khá là vừa ý mình. Nó rất là êm và vừa tay. Cái điểm trừ tiếp theo đó là cái chỗ mà điều chỉnh mà nâng hạ ghế và ngã ra ngã vô. Đối với những cái bạn mà nó hơi ngắn người như mình thì mình thấy là nó không có vừa tầm với lắm nha mọi người. Nó hơi bị dài hơn so với mình. Còn cái phần gác chân này thì không thật sự thoải mái lắm. Bởi vì mình chỉ có 1m6 thôi mà mọi người coi gác chân nó sẽ bị thừa ra một khúc như vậy. Nếu như mà có thể dài hơn một chút xíu hoặc là điều chỉnh độ dài được thì sẽ ok hơn. Và ngoài ra thì mọi người mà cỡ 1m6 như mình thì chắc phải cần một cái đồ gác chân. Nếu không thì sẽ bị hỏng chân lên như vậy. Bởi vì khi mà mình hạ hết nốt luôn nhưng mà nó vẫn bị hỏng chân lên một chút đó mọi người. Nó không có vừa tầm lắm với những người thấp bé như mình ha. Mặc dù mình cũng 1m6 rồi mọi người. Là cái nhưng mà ngồi á, nó vẫn bị hụt lên một xíu. Nếu mà muốn ngồi mà chân chạm đất thì mình phải ngồi xích ra ngoài một chút thì nó mới chạm đất được. Và cái điểm trừ thứ ba chứ, đó là cái phần lưng ghế này nó cố định luôn mọi người.
Nếu mà điều chỉnh được thì nó sẽ vừa với cái lưng mình hơn. Còn cái này nó cố định luôn thì nó hơi bị khó trong cái việc mà mình ngồi nó vừa. Tại vì mỗi người mỗi khác mà mọi người. Nhưng mà với cái giá 1 triệu mấy này á, thì cái ghế này và những cái ưu điểm mình nêu nãy giờ thì mình thấy cũng là một chiếc ghế đáng mua. Và ngồi cũng khá là thoải mái so với ghế mà công ty mình trang bị ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Panda Hân Nguyễn nha. Bye bye mọi người.